Kế hoạch hóa gia đình coi chứ, thời văn minh lịch sử đi lại, thời nay lùng bằng hai tiếp hạ. Mì chính sách thon cả toàn dân, thực hiện luật hôn nhân thời mơ, báo sao đỉnh cai cấu thông căn, những nhị thống chẳng là bình mía má. Chạy thân pi nhị há bình thua, khẩu lệ cấm khẩu nô tỏ xón, nâu lồng mò húng lộn và căn, bấu nửa bia cùng hành chính đấy. Bằng cây bằng mu phua mỉa mì thong tua lẻ ra, hạnh phúc nhằng thanh thoá mưa lăng, xã hội này lại cần đã chắc. Dân số lâu tăng nước đông lai, đinh nà nói bù bài đong đó, cần Việt Nam mẹn khó tắm xưa, ra đầy chuốn khâu ở cửa Nam Hú. Mì nội lục dân số giam lông, kế hoạch này phối chung toàn quốc, dân Việt Nam ao ước hòa bình, mọi cần dân đó chinh nùng un. Dân số giảm hạnh phúc toàn dân,